Cô Phương chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với tiết tự nhiên xã hội lớp 2. Ở tuần 26, cô sẽ hướng dẫn các em bài cây sống ở đâu, một số loài cây sống trên cạn, một số loài cây sống dưới nước. Trước khi vào bài học, cô mời các em cùng hát bài Vườn cây của ba nhé. Em vừa hát xong bài hát Vườn cây của ba. Các em thấy vườn cây của ba bạn nhỏ trồng rất nhiều loại cây đúng không nào? Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu bài cây sống ở đâu, một số loài cây sống trên cạn và một số loài cây sống dưới nước. Chúng ta vào hoạt động 1. Cây sống ở đâu? Các em quan sát, đây là các loại cây sống ở trong rừng. Đây là hình ảnh ruộng bậc thang được trồng ở trên đồi núi. Đây là loại cây được trồng ở trên vách đá. Đây là cây phong lan sống trên thân cây khác. Đây là các loại cây được trồng ở trong vườn. Đây là cây xương rồng được trồng trên sa mạc. Còn đây là cây sen được trồng trong ao hoặc hồ. Đây là cây súng cũng được trồng ở dưới nước. Như vậy, các em thấy cây có thể sống ở sa mạc, rừng, núi, ruộng vườn, ao hồ, đầm lầy hoặc bám vào thân cây khác. Những cây sống ở sa mạc, rừng, núi, vườn hoặc bám vào thân cây khác là những loại cây sống trên cạn. Những loại cây sống ở biển, ao hồ, đầm lầy là những loại cây sống dưới nước. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong hoạt động 1, cây sống ở đâu. Chúng ta sang hoạt động 2, một số loài cây sống trên cạn. Các em quan sát, đây là cây lim. Cây lim được dùng để lấy gỗ, người ta thường dùng gỗ lim để làm nhà. Đây là cây thông. Cây thông cũng được dùng để lấy gỗ. Đây là hình ảnh của một số loài cây ăn trái như cây đu đủ, cây mít, cây dừa, cây xoài, cây thanh long. Bên cạnh những loài cây ăn trái, còn có những loài cây cho bóng mát như cây phượng, cây bàng, cây sa kê,
Một số loài cây được dùng để làm cây lương thực như cây ngô, cây khoai lang, cây đậu phộng, cây đậu cải. Ngoài ra còn có các loài cây dùng để làm thuốc và gia vị như cây gừng, cây nghệ, cây bạc hà, cây đinh lăng. Còn đây là cây hoa mai, cây hoa cúc, cây hoa hồng, cây hoa sứ. Vừa rồi, các em đã cùng tìm hiểu về các loài cây sống trên cạn. Những loài cây sống trên cạn gồm có cây dùng để lấy gỗ như cây lim, cây thông, cây cho bóng mát là phượng, sa kê, bàng. Các loại cây lương thực như khoai, đậu, các loại rau xanh. Cây ăn quả gồm có cây mít, cây xoài, cây đu đủ, cây thanh long. Cây hoa như mai, hồng, tứ, cúc. Và các loại cây dùng làm thuốc hoặc gia vị như là gừng, nghệ, bạc hà. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong các loại cây sống trên cạn. Ở hoạt động 3, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về một số loại cây sống ở dưới nước. Đây là hình ảnh của cây lúa nước. Cây lúa nước được trồng ở đồng ruộng. Người ta trồng cây lúa nước để làm lương thực thực phẩm. Đây là hình ảnh của cây sen. Cây sen được trồng ở ao hồ. Người ta thường dùng sen để chế biến các món ăn như cơm sen, chè hạt sen, canh củ sen, gỏi ngó sen. Sống ở ao hồ còn có cây súng. Người ta cũng dùng cây súng để làm các món ăn. Đây là hình ảnh của cây lục bình. Cây lục bình thường sống trôi nổi trên mặt nước. Người ta thường dùng cây lục bình để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đây là những sản phẩm thủ công được làm từ cây lục bình. Ngoài ra còn có một số loại cây sống dưới nước như cây đước, cây dừa nước, cây rau muống nước, cây rong, cây rong biển. Rong biển cũng là một loại thức ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Chúng ta có một số loại cây sống dưới nước như sen, súng, lục bình, đước, rong biển, điên điển, rau muống. Trong các loại cây này, có loại cây được dùng làm thức ăn, có loại cây được dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Các em thấy cây được sống trên cạn và cây được sống dưới nước đều có ích cho cuộc sống và con người của chúng ta đúng không nào? Chúng còn đem lại cho chúng ta những cảnh quan đô thị và không khí trong lành. Bên cạnh đó, cây xanh còn giúp cho chúng ta làm đẹp nhà cửa đúng không nào các em? Như vậy, các em thấy cây xanh rất có ích đối với con người và môi trường đúng không nào? Chúng đem lại không khí trong lành, giúp làm đẹp cảnh quan ở các khu đô thị và khu dân cư và trên đường phố. Chúng tạo oxy, giảm khói bụi, giảm tiếng ồn, cải thiện sức khỏe con người. Cây xanh còn giảm ô nhiễm môi trường, giúp cân bằng hệ sinh thái. Vậy để bảo vệ cây xanh, các em cần làm gì để bảo vệ cây? Các em nên tưới nước cho cây, chăm sóc cây, bảo vệ cây, không được hái lá bẻ cành. Các em nên nhổ cỏ, bón phân cho cây nhé. Cô có một trò chơi đố vui dành cho các em. Đố bạn cây gì?
Cây gì thẳng tắp trước nhà, trái ngon dành tặng riêng bà ơi, là cây gì? Các em quan sát hình ảnh. Đây là cây cau. Cây gì hoa nở vàng ươm, xuân về ai cũng thích chân trong nhà, là cây gì? Đây là cây hoa mai. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào các em. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và nhiều sức khỏe.